rồi, tất cả đâu rồi? Đây, mời các bạn nào cùng vui với Thật Thông Liệu Pháp và Học Viện Dưỡng Tâm An cùng với nhau một cái cuộc chuyến đi ra ngoài đầy niềm vui, và chúng tôi đang làm cái món BBQ. Đúng rồi, Tuấn ơi, Hải Dương, chào em đi. Rồi, mời các bạn nhá. Ôi, vui quá, vui quá. Không đâu, ôi dồi ôi, mày chín chín này. Nào, các chàng trai, các chàng rể của Thật Thông Liệu Pháp. Rồi kia. Nào, Coca đã rót ra chưa? Chúng ta cùng nâng ly nào. À đấy, ai uống bia thì uống bia, ai coca thì coca nhá. Mời tất cả các bạn cùng chung vui cùng chúng tôi nhá. Hôm nay ở tại Thiên Phúc Lâm, một nơi rất là nhiều các cái cảnh đẹp, những là thiên nhiên đã chủ phú là ưu đãi cho nơi này. Chúng tôi cùng nhau sau cả một ngày đã giúp cho rất nhiều khách hàng ở tại nơi đây, các chủ doanh nghiệp ở đây. Bây giờ đến lúc chúng tôi cũng là cùng ngồi bên nhau để cùng ăn những cái món ăn yêu thích. Xin mời tất cả các bạn nha.